Và các bạn đã quay trở lại với FA Channel. Mình đã nói câu này chắc 3,14 lần rồi. Và lại là mình đây, Hùng20cm đây. Hôm nay thì mình đang có đây một sản phẩm rất là hot đến từ nhà Xiaomi vừa được ra mắt. Đó chính là chiếc Xiaomi Mi 9T các bạn ạ. Và đây chính là phiên bản bán chính hàng tại thị trường Việt Nam luôn. Hôm nay chúng ta cùng nhau mở hộp để xem là với phiên bản Xiaomi Mi 9T bán chính hàng tại thị trường Việt Nam thì nó sẽ có những gì nhá. Và nếu bạn quan tâm đến những sản phẩm của Xiaomi như là chiếc Xiaomi Mi 9T này hoặc là những sản phẩm Xiaomi khác như là Redmi Note 7 hay là Xiaomi Mi 9 thì có thể tham khảo mức giá rất tốt tại Di động Việt nhé. Và cá nhân mình lần đầu tiên nhìn thấy cái hộp của chiếc Xiaomi Mi 9T thì mình thấy rằng nó khá là cao cấp, nó khác so với lại chiếc hộp của dòng Redmi của Xiaomi. Và các bạn sẽ có logo của Xiaomi và các bạn thấy rằng là với cái hình ảnh sản phẩm lần này chúng ta sẽ có một cái màn hình full viền cùng với đó chính là camera pop-up. Và cạnh trái các bạn sẽ có cho mình là một cái logo của Xiaomi Mi 9T này, cạnh phải cũng là Xiaomi Mi 9T. Cạnh trên thì các bạn sẽ không có gì cả và cạnh dưới thì các bạn sẽ có một vài thông số cơ bản của sản phẩm này. Ví dụ như phiên bản mình đang có đây là phiên bản Xiaomi Mi 9T Carbon Black và phiên bản mình đang có là 6GB RAM cộng với 64GB bộ nhớ trong. Với phiên bản Xiaomi Mi 9T lần này thì nó sẽ không ghi bản Global hay là bản China nha các bạn. Tại vì sao? Tại vì mặc định phiên bản Xiaomi Mi 9T là nó Global rồi. Và khi mở ra thì để xem là bên trong chúng ta sẽ có những gì nhá. Ok, trên cùng thì các bạn sẽ như mọi khi, các bạn sẽ có cho mình là một cái hộp và bên trong các bạn sẽ có cho mình đó chính là que chọc SIM ở đây. Cùng với đó thì bên dưới các bạn sẽ có cho mình một cái ốp. Và cái ốp lần này của Xiaomi thì nó vẫn được làm từ chất liệu nhựa cứng và được phủ mờ, trông khá là cao cấp các bạn ạ. Và cái ốp này là một cái ốp màu đen nha các bạn, chứ không phải lốp trong suốt. Ok, bỏ qua một bên thì bên dưới các bạn sẽ còn có cho mình đó chính là hai cuốn sách hướng dẫn sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh nha các bạn. Các bạn sẽ không có tiếng Việt ở trong phiên bản lần này. Ngoài ra thì bên dưới các bạn sẽ có cho mình là một chiếc Xiaomi Mi 9T ở đây. Và với chiếc Xiaomi Mi 9T của mình thì đã được lột sạch tem trước tem sau rồi. Thực ra thì mình chỉ là một người vét máng lại thôi, thế nên là không thể nào đòi hỏi được. Bên dưới thì phụ kiện của Xiaomi thì nó rất là quen thuộc các bạn ạ. Các bạn sẽ có cho mình là một cái củ sạc và một cái cáp sạc. Với cái củ sạc lần này đến từ Xiaomi thì các bạn sẽ có cho mình một cái nguồn ra. Ở đây nó sẽ ghi là 12V 1.5A, tức là 18W, cũng như với đó chính là 9V 2A. Nó sẽ là công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3 chứ không phải là Quick Charge 4. Với cáp thì các bạn sẽ có cho mình là một cọng cáp USB-C ở đây. Nói chung là với cọng cáp này thì nó sẽ tương tự so với những cọng cáp đến từ Xiaomi khác. Thực ra thì với chiếc Xiaomi Mi 9T này thì như các bạn đã biết rồi, đây là phiên bản đổi tên của chiếc Redmi K20 tại thị trường Trung Quốc. Và Redmi K20 có những gì thì chiếc Xiaomi Mi 9T này nó sẽ là tương tự. Đầu tiên thì mình sẽ nói về phần màn hình. Màn hình của chiếc Xiaomi Mi 9T này thì nó sẽ có kích thước là 6,39 inch và cái độ phân giải của nó là Full HD Plus. Thì mình thấy rằng cái độ phân giải này nó sẽ phù hợp với là kích thước 6,39 inch của nó. Ngoài ra thì với cái màn hình này nó sẽ sử dụng công nghệ đó chính là AMOLED chứ không phải là Super AMOLED như các bạn. Với công nghệ Super AMOLED hay là AMOLED thì nó gần như là tương tự như nhau thôi. Và các bạn sẽ thấy rằng cái màu đen của nó rất là sâu ở những cái chi tiết màu đen ở đây. Ngay cái hình nền của nó thì nó đã thể hiện được cái độ sâu của màu đen như thế nào rồi. Ngoài ra thì với chiếc Xiaomi Mi 9T này thì đây chính là chiếc điện thoại đầu tiên của Xiaomi có camera dạng pop-up các bạn ạ. Nó sẽ giống như là Oppo F11 Pro, nó sẽ giống như là Vivo V15 vậy. Và quay trở ra phần mặt sau thì các bạn sẽ có đây, chúng ta sẽ có một phiên bản Xiaomi Mi 9T màu carbon black. Và cái phần mặt lưng của nó sẽ được làm những cái họa tiết carbon, nhưng mà đây đương nhiên là giả carbon rồi. Các bạn sẽ không có carbon thật ở trong cái phân khúc giá, chỉ là hơn 8 triệu, 9 triệu gì đó. Ngoài ra thì ở phần mặt lưng này các bạn sẽ thấy được cái điểm nhấn nổi bật của nó, đó chính là cụm 3 camera ở mặt sau. Chúng ta sẽ có một cái camera chính là 48 megapixel, khẩu độ là 1.8. Cùng với đó các bạn sẽ có một cái cam tele với chất lượng là 8 megapixel. Và các bạn sẽ có một cái cam góc siêu rộng 13 megapixel, khẩu độ của nó là 2.4, để giúp các bạn có thể chụp ảnh góc rộng cũng như là chụp ảnh xóa phông. Ok, và bên dưới thì các bạn sẽ có ngay ở đây là một cái logo của Xiaomi. Cùng với đó các bạn sẽ có dòng chữ là Made in China và Design by Xiaomi. Và các bạn sẽ có những cái chứng chỉ khác nhau ở đây. Và ở bên phải các bạn sẽ có ở đây là phím tăng giảm âm lượng cũng như là phím nguồn. Và mình thấy là cái vị trí đặt phím tăng giảm âm lượng cũng như phím nguồn nó khá là phù hợp với là cái ngón cái của mình khi mình thao tác sử dụng điện thoại. Và các bạn có thể thấy rằng là với cái phím nguồn lần này thì nó sẽ được sơn màu đỏ khá là nổi bật trên cái thiết kế tổng thể là màu đen của nó. Và ở bên cạnh trái thì các bạn sẽ không có bất kỳ một cái nút bấm nào cả, các bạn chỉ có một cái anten ở đây. Cùng với cạnh trên thì các bạn sẽ có vị trí của jack cắm tai nghe 3.5mm. Như vậy thì Xiaomi đã dần dần trang bị cho mình những cái jack cắm tai nghe 3.5mm trên những con máy của mình rồi. Và các bạn sẽ có vị trí của mic phụ ở đây và các bạn sẽ có vị trí của camera pop-up ở mặt trước. Và nói về phần cạnh dưới thì các bạn sẽ có đây là vị trí của khay SIM. Và bây giờ thì mình sẽ tháo ra kiểm tra xem chúng ta sẽ có khay SIM dạng như thế nào nhé. Để xem nào, khay SIM của chiếc Xiaomi Mi 9T là dạng 2 SIM các bạn ạ. Và nó sẽ hoàn toàn không hỗ trợ thẻ nhớ nhé, các bạn lưu ý điều này. Và ở bên phải thì các bạn sẽ có vị trí của cổng sạc 2C. Cùng với đó các bạn sẽ có vị trí của mic thoại và loa ngoài, nó sẽ nằm ở đây. Mình không đánh giá cao cái việc Xiaomi tích hợp mic thoại gần loa ngoài như này, tại vì khả năng cao là khi bạn nghe điện thoại hoặc là chiến game thì nó sẽ hơi bị nhiều âm thanh một chút.
Và quay trở lại phần mặt trước thì các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ có một cái cảm biến vân tay nằm ngay dưới màn hình. Và bây giờ mình sẽ test thử tốc độ mở khóa vân tay của em này nhé. Wow, rất là nhanh các bạn ạ. Mình sẽ thử lại cho các bạn xem nhé. Chỉ đâu đó tầm 0,5 giây thôi thì nó đã ngay lập tức mở khóa vân tay rồi. Bây giờ thì mình sẽ đến với lại cái điểm đặc biệt của chiếc Xiaomi Mi 9T này. Đó chính là camera dạng pop-up. Đây. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển qua vị trí của camera trước. Đó, ngay sau khi chuyển qua vị trí của camera trước thì bạn có thể thấy rằng là khi các bạn bật tắt camera thì nó sẽ ngay lập tức phát ra một cái tín hiệu đèn màu đỏ với phiên bản Xiaomi Mi 9 màu carbon black này. Còn với cái phiên bản màu xanh thì các bạn sẽ có đèn màu xanh nhá. Đó. Và với cái phần camera selfie của chiếc Xiaomi Mi 9T này thì các bạn sẽ có chất lượng là 20 megapixel, khẩu độ của nó là f2.2 nha các bạn. Và mình đánh giá khá là cao chất lượng hình ảnh của chiếc camera trước đến từ chiếc Xiaomi Mi 9T này, khi nó thu về chi tiết khá là ổn và cái chất độ làm đẹp của nó khá là thông minh. Bây giờ thì mình sẽ chụp thử một tấm hình cho bạn xem nhé. Và nói về mặt cấu hình thì với chiếc Xiaomi Mi 9T này thì nó sẽ chạy cho mình con chip đến từ Qualcomm các bạn ạ. Và cụ thể hơn đó chính là con chip số gần 730. Các bạn sẽ có một cái option RAM duy nhất đó chính là 6GB. Ngoài ra thì các bạn sẽ có hai option bộ nhớ đó chính là 64 và 256GB bộ nhớ trong. Và nói về mặt phần mềm thì đương nhiên với chiếc Xiaomi Mi 9T này thì nó sẽ chạy cho mình cái giao diện đó chính là MIUI 10 các bạn ạ. Và cụ thể hơn đó chính là phiên bản MIUI 10.3.1.0 các bạn ạ. Và nó sẽ chạy trên nền Android 9.0. Như vậy là đây là một phần Android khá là mới. Với chiếc Xiaomi Mi 9T này thì nó sẽ còn có cho mình một viên pin là 4000 mAh, hứa hẹn một cái thời gian sử dụng khá là cao. Rồi, và đây chính là vài chân tay trải nghiệm nhanh của mình về chiếc Xiaomi Mi 9T này. Vì thời gian khá là hạn hẹp, chính vậy thì mình không thể nào đánh giá chi tiết cũng như đánh giá chuyên sâu hơn cho các bạn về chiếc Xiaomi Mi 9T này được. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và nếu các bạn cảm thấy video của mình hay thì đừng quên để lại cho mình một like và subscribe nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.